Em sẽ chia sẻ cho mọi người một sản phẩm phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Đây là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và có thể sử dụng với bất kỳ ai đang muốn cung cấp chất dinh dưỡng, muốn có một giấc ngủ ngon hay là một bữa ăn ngon. Đó chính là ngũ cốc dinh dưỡng óc chó của thương hiệu Thảo Mộc 37, là thương hiệu độc quyền thực phẩm an toàn và hiệu quả. Ngũ cốc dinh dưỡng óc chó chiết xuất từ hạt óc chó, hạnh nhân, maca, y dĩ, hạt sen, hạt điều, vân vân, làm từ 15 loại hạt dinh dưỡng cao cấp và đạt chuẩn GMP. Đối với mẹ bầu hay là mẹ sau sinh thì dùng cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này cực kỳ tốt và an toàn. Đối với những ai đang gặp phải tình trạng là sữa không có, mất sữa hay là sữa không đặc, không đều, sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này đảm bảo là sau 2 tuần thì sẽ gọi sữa về nhanh hơn, sữa đặc hơn, đều hơn và thơm sữa hơn nữa. Không những cung cấp đủ chất cho con, chất dinh dưỡng cho con, cung cấp đủ sữa cho con mà còn giảm cân cho mẹ nữa. Còn đối với mẹ bầu thì sử dụng cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này thay cho sữa bầu, đảm bảo là không tăng cân ở mẹ nhưng mà sẽ tăng cân đều cho con. Còn đối với những trẻ em mà đang ở tuổi ăn dặm, mọi người chỉ cần dặm cho em 1 đến 2 thìa ngũ cốc vào đồ ăn dặm của con hay là vào cháo. Còn đối với những người nào mà những trẻ mà từ 1 tuổi trở lên mà đang gặp phải tình trạng còi cọt, ốm yếu, xanh xao, không tăng cân thì sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này đảm bảo sau một liệu trình như thế, con sẽ tăng cân đều và sẽ thông minh hơn, trộm vía là da dẻ hồng hào hơn, phát triển trí não cho mình hơn. Còn những người già mà đang gặp phải tình trạng là không ổn định huyết áp, thiếu máu hay là mỡ máu, ăn không ngon, ngủ không ngon thì sử dụng cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này đảm bảo là sau 1 đến 2 tuần sẽ cải thiện cái tình trạng đấy 60 đến 80%. Nếu cái những cái tình trạng trên mà dùng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó không cải thiện 60 đến 80% thì mọi người hãy gọi vào số điện thoại hotline ở trên vỏ hộp, công ty sẽ hoàn tiền 100% cho mọi người. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Bây giờ đây là một cốc ngũ cốc dinh dưỡng óc chó mà em vừa pha được. Em thì pha với sữa không đường bởi vì em không có nhu cầu tăng cân hay là giảm cân thì em sử dụng với sữa không đường. Còn những ai mà muốn tăng cân thì mọi người có thể pha với sữa có đường nhé. Chỉ cần sử dụng cho em 2 thìa cà phê ngũ cốc dinh dưỡng óc chó của thương hiệu Thảo Mộc 37 này vào với 200ml nước ấm hoặc là sữa không đường hoặc là sữa có đường tùy vào mục đích sử dụng của mọi người. Và mình có thể vào mùa hè này muốn mát tươi mát hơn thì mọi người có thể thêm một ít đá. Đấy, có thể thêm một ít đá vào như thế. Cực kỳ là mát luôn và sướng, không khó uống gì luôn mà cực kỳ dễ uống và cực kỳ ngon. Sử dụng mỗi buổi sáng như thế này và một cốc như thế này thì đi làm việc nạp thêm năng lượng cho mình rất là nhiều luôn. Mọi người đơn giản chỉ pha 1 đến 2 thìa cà phê ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này vào 200ml nước, 200ml sữa không đường hoặc là sữa có đường thôi mọi người nhé. Cách pha là rất đơn giản. Mọi người có thể sử dụng vào mỗi bữa ăn phụ hay là có thể sử dụng trước hoặc sau khi ăn cơm tùy theo mục đích của từng người một, muốn tăng cân hay là giảm cân. Còn những ai đang gặp phải tình trạng mất sữa, sữa không đều hay là sữa không đặc hoặc là đang có cái tình trạng sút cân hay là tăng cân nhiều thì hãy sử dụng cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này, đảm bảo sau 2 đến 3 tuần sử dụng, sau khi sử dụng một liệu trình như thế này sẽ cải thiện 60 đến 80% cho mình luôn. Và đặc biệt hôm nay trong cái video này sẽ có chương trình rất là ưu đãi cho mọi người. Duy nhất hôm nay và duy nhất trong video này, mua một hộp ngũ cốc dinh dưỡng óc chó có giá là 350.000 giảm còn 300.000, và đặc biệt hơn nữa được tặng kèm thêm một hộp cao tinh nghệ sữa ông chúa cũng là của thương hiệu Thảo Mộc 37, và giá của cao tinh nghệ sữa ông chúa này là 175.000, nghĩa là mình mua combo này chỉ với giá là 300.000 thôi mọi người nhé. Mua một hộp ngũ cốc dinh dưỡng óc chó giảm từ 350.000 giảm xuống còn 300.000 và được tặng kèm thêm một hộp cao tinh nghệ sữa ông chúa giá là 175.000. Cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này thì giúp cho mình tăng cân giảm cân theo ý muốn, rồi gọi sữa về, làm sữa đặc hơn, thơm hơn, tăng cân cho con, tăng cân cho mẹ, hay là giảm cân cho con, hay là giảm cân cho mẹ nào muốn gặp phải tình trạng là béo, béo phì. Còn cái cao tinh nghệ sữa ông chúa này thì nó an toàn, lành tính đến mức mà mình không những đắp mặt nạ nữa mà mình còn ăn được vào cơ thể như thế này. Đấy, nó làm đẹp da, trị mụn nám tàn nhang cho mình mọi người nhé. Đấy, mua một hộp ngũ cốc dinh dưỡng óc chó giá là 300.000, được tặng một hộp cao tinh nghệ sữa ông chúa trị giá 175.000 cả nhà nhé. Mọi người hãy nhanh tay để lại số điện thoại ở trong cái video này để đặt lên đơn hàng thành công với combo này 300.000. Mà xin chào mọi